và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất, thiết thân hàng ngày. Đó cũng là một trong những phương pháp để tự soi, tự sửa trong mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Khắp các miền quê Phú Ninh, nơi đâu cũng gặp những tấm lòng nghĩa tình cùng những câu chuyện thầm lặng học Bác sống có ích cho đời, cho xã hội. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh đã tổ chức quán triệt nội dung tinh thần kết luận và các văn bản liên quan đối với cán bộ chủ chốt của huyện và xã thị trấn. Trong đó tập trung nhấn mạnh 7 nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian đến. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa các văn bản lãnh chỉ đạo để tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của huyện, như phân công các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy tham gia giúp thôn, khối phố xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố đô thị mới và giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát động phong trào cải tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Cạnh đó, phân công các thành viên tổ công tác giúp việc chỉ thị số 05 của huyện ủy theo dõi, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện, đồng thời ban hành các văn bản nhằm định hướng giúp các đơn vị địa phương triển khai thực hiện. Trọng tâm là gắn thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, tập trung giải quyết những tồn tại hạn chế kéo dài, hạn chế phát sinh mới phức tạp và những vấn đề người dân quan tâm. Lấy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu làm nội dung đột phá trong thực hiện chỉ thị 05. Qua đó, việc học Bác trên địa bàn huyện luôn được duy trì trong cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự lan tỏa khắp nơi. Huyện ủy Phú Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt cái việc này. Mà muốn làm được cái việc này thì huyện ủy đã ban hành một cái chỉ thị về việc là chấn chỉnh kỷ cương, lề lối, tác phong, là việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ. Bởi vì phải có một cái bộ máy mà nó thật sự vì dân, nó thật sự hiệu quả thì mới đáp ứng được cái yêu cầu phát triển nói chung, mà đặc biệt là phải đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Từ cái chỉ thị đó, huyện ủy tiếp tục là chỉ đạo các cấp các ngành rà soát toàn bộ các cái hoạt động mà lâu nay người dân người ta chưa đồng thuận, chưa đồng lòng. Chính vì thế cho nên là khi về làm bí thư thì triển khai làm việc với 11 đảng bộ, và sau đó hàng năm thì đều đi làm việc với các đảng bộ. Tiếp đến là đi sinh hoạt với các cái tổ chức coi như là chính trị xã hội. Rồi tiếp đến là tổ chức đối thoại với nhân dân. Đặc biệt là vừa rồi là rất thành công trong cái việc đối thoại về cái giải phóng mặt bằng của quốc lộ 40B. Và đặc biệt lớn hơn cái cụ thể đó là cái vụ rừng Tam Lộc từ năm 2014 đến nay, tranh chấp khiếu kiện liên tục. Nhưng khi về thì tổ chức cái cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với chính quyền địa phương, thì qua cái cuộc đối thoại đó phân tích, lý giải rồi thuyết phục người dân. Có thể nói là các cái cuộc đối thoại đó đó, nó vừa tuyên truyền, vừa vận động, vừa coi như là thuyết phục người dân chấp hành cái chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời cũng làm cho người dân hiểu là trách nhiệm của người dân đối với quá trình phát triển đất nước. Và tiếp tục là tổ chức các cái hoạt động về cái việc là kiểm tra tất cả các cái công trình, những cái việc làm mà coi như người dân coi như là không đồng tình, người dân phản ứng, người dân kêu la. Trong năm qua, việc triển khai thực hiện kết luận số 01 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm theo, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, đang góp phần vào việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang ý nghĩa nhân văn thiết thực, hiệu quả được triển khai rộng khắp, góp phần quan trọng xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Qua phong trào xuất hiện 16 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn xã Tâm Vinh đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện trên mọi mặt trận, xứng đáng là cánh tay đắc lực của đảng. Để thanh niên đoàn viên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc học Bác, đoàn xã đã đa dạng hình thức tuyên truyền như tổ chức sinh hoạt tọa đàm, học tập và làm theo Bác, nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, duy trì viết nhật ký làm theo lời Bác, lập trang Zalo, Facebook Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để đăng tải, chia sẻ những hoạt động, các bài viết tuyên truyền gương sáng thanh niên trong học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Song song, đoàn xã Tâm Vinh xây dựng và duy trì các mô hình có ý nghĩa như bữa cơm đoàn viên, thu gom ve chai, giấy vụn, hỗ trợ kinh phí cho trẻ em nghèo, heo đất giúp em đến trường, mỗi chi đoàn gắn với một hoàn cảnh. Những mô hình này đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh đoàn viên thanh niên đặc biệt khó khăn, tiếp thêm ý chí nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống và giáo dục, hình thành lối sống vì cộng đồng trong đoàn viên xã nhà. Cùng với đó, thực hiện chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiều mô hình cách làm sáng tạo cũng đã ra đời. Ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, hành trình thứ hai của lốp xe, duy trì tuyến đường hoa tại thôn Lâm Môn, xây dựng mới hai tuyến đường hoa thanh niên tại thôn Tân Quý với chiều dài hơn 500m, đã góp phần làm cho cảnh quan xóm làng thêm đẹp. Toàn dân hào hứng chung tay củng cố thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài việc duy trì hiệu quả những hoạt động mô hình, đoàn xã Tâm Vinh cũng đã có những việc làm ý nghĩa góp phần cùng địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, như xung phong tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh đưa đón bà con về địa phương, phối hợp tổ chức chương trình chuyến xe không đồng, tặng 70 suất quà và vận chuyển nhu yếu phẩm giúp người dân trong các khu phong tỏa, cách ly tại thành phố Đà Nẵng. Trong những năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được đoàn xã và các chi đoàn trực thuộc đặc biệt quan tâm và cụ thể hóa bằng những cái giải pháp phù hợp với từng độ tuổi thanh thiếu nhi và đã triển khai được nhiều cái hoạt động mang lại hiệu quả và được đánh giá rất là cao. Đoàn xã cũng phải gán trách nhiệm cho từng cá nhân, từng tập thể chi đoàn. Trong những thời gian qua thì các chi đoàn cũng xung phong đảm nhận những cái phần việc cụ thể. Khi mà chúng ta muốn đoàn viên thanh niên cũng như các chi đoàn thực hiện thì bản thân chúng ta phải là người đầu tiên thực hiện cái việc đó, và chúng ta phải có những cái sáng kiến, có giải pháp để cái việc đó nó đi vào cái thực tiễn, thực tế của cái địa phương của mình. Sinh ra trên mảnh đất giàu truyền thống, bà Hồ Thị Bích Hường, chi hội phó chi hội phụ nữ thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân luôn tâm niệm rằng là phụ nữ thì không chỉ đảm đang việc nhà mà phải làm điều có ích cho quê hương của mình bằng những việc làm nhỏ vừa sức. Từ khi tham gia phong trào hội phụ nữ, bà đã tích cực tuyên truyền vận động các chị em trong tổ thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác thải tại gia đình, đóng phí vệ sinh môi trường, ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến giao thông, thôn xóm. Vận động chị em tự trồng và chăm sóc tuyến đường hoa hơn 500m từ chợ Ngọc Tố đến Hố Lâu. Xây dựng mô hình tiết kiệm tín dụng tại tổ với số tiền 10 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình hội viên thuộc diện khó khăn vay vốn. Cùng với đó, từ sự đồng lòng của chị em trong thôn, hơn 150 tủ thuốc y tế gia đình, 192 kg gạo, 11 kg mì khô và gần 2 triệu đồng đã trao đến tay nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống dịch COVID-19, thể hiện tình đoàn kết, san sẻ của chị em trong hoàn cảnh gian khó.
Với tấm lòng giàu tình thương của phụ nữ Việt Nam, bà Hường cùng các chị em trong thôn đã lập nên mô hình chia sẻ yêu thương, kết nối với các nhóm thiện nguyện, trao 53 suất quà trị giá trên 3 triệu đồng cho con em trong tổ có thành tích xuất sắc, 36 suất quà trung thu cho trẻ em khuyết tật trị giá 2 triệu đồng, vận động quyên góp 50 áo ấm trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ cho 94 phụ nữ tại thôn số tiền hơn 24 triệu đồng. Thì qua các học tập theo bác thì tôi thấy rất là lợi ích. Thực tế nhất là về nơi gương theo bác để tổ chức các hoạt động cho các trẻ em, rồi cho phụ nữ, nông dân nói chung. Thì trong thôn xóm mình cũng hoạt động những cái mà tiêu biểu tích cực để cho các chị em phấn đấu và làm tốt theo gương của bác. Ví dụ như họp tổ chức hàng tháng để cho các chị em học hỏi thêm những các sở thôn khó để mà mình về mình làm theo đó, mà mình cho cái xây dựng cái tổ hội của mình còn vững mạnh hơn. Đây là ngôi trường mẫu giáo mà bao trẻ thơ ở xã Tam Thái cảm thấy như mái nhà thứ hai của mình. Những cô giáo như mẹ Hiền của trường mẫu giáo Anh Đào, xã Tam Thái không chỉ làm tròn bổn phận người giáo viên mà luôn biết san sẻ tấm lòng của mình với cộng đồng xã hội. Các cô đã lập nên mô hình tặng quà và nuôi trẻ có hoàn cảnh khó khăn ở lại bán trú tại trường. Qua đó đã hỗ trợ các cháu Ông Thị Kiều Diễm, cháu Nguyễn Hồng Phúc, cháu Phạm Phước Minh Hải ở lại bán trú tại trường số tiền đóng góp gần 11 triệu đồng để gia đình các cháu bớt gánh nặng và các cháu được chăm sóc tốt nhất. Không chỉ vậy, chi bộ trường mẫu giáo Anh Đào còn chung sức với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc giúp đỡ hộ cận nghèo và các hoạt động trợ giúp xã hội. Các cô giáo nơi này đã chung tay hỗ trợ 2 triệu đồng để các em mua xe đi học, thường xuyên thăm và tặng quà các gia đình chính sách, trẻ khó khăn với tổng kinh phí gần 4 triệu đồng. Từ khi phát động phong trào mà thực hiện cái chỉ thị 05 này thì tất cả động viên và giáo viên chúng ta là rất là nhiệt tình và năng đỡ xây dựng, và mỗi động viên và giáo viên chúng ta đăng ký những cái nội dung thiết thực nhất trong cái việc mà chăm sóc giáo dục trẻ cũng như xây dựng những cái mô hình trong nhà trường. Mà thực hiện nhất đây nữa là thực hiện cái xây dựng cái chỉ thị mà 13 của huyện ủy và cái kế hoạch 41 của đồng ủy xã Tam Thái về cái kế hoạch mà xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp. Thì tất cả động viên chúng ta và giáo viên chúng ta rất là nhiệt tình, hăng hái và phát huy tinh thần đó. Thì đến hiện giờ thì đối với trường chúng ta là có một môi trường như thế này là đó, việc học tập và làm theo của bác. Với đảng viên Nguyễn Cường, phó trưởng công an huyện Phú Ninh, việc học tập bác đã trở thành nề nếp, nên người sĩ quan công an này luôn phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, nhất quán trong lời nói và hành động để làm gương cho cấp dưới noi theo. Thời gian qua, đồng chí luôn tích cực chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc, tổ công đoàn, giúp đỡ hộ nghèo, thôn khối phố, theo phân công. Cụ thể, đã giúp đỡ hộ bà Nguyễn Thị Hồng, xã Tam An, vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Cường cùng vận động các chi bộ trong đảng bộ công an huyện Phú Ninh, tặng cặp sách, bút vở và hỗ trợ kinh phí học tập cho hai con của bà Hồng, 900.000 đồng một em hàng quý. Trong việc giúp đỡ cơ sở, đồng chí Nguyễn Cường đã tham gia cùng chi bộ thôn, củng cố tổ tự quản, hướng dẫn hoạt động, thường xuyên hỗ trợ về nghiệp vụ, tặng gậy cao su, đạn pin, áo mưa cho tổ tự quản, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, phối hợp tuần tra đêm, tặng bóng đèn thắp sáng giao thông nông thôn, xây dựng mô hình tiếng loa an ninh. Học bác thì chúng tôi cũng xác định là người công an nhân dân thì phải học bác suốt đời, theo 6 điều bác Hồ dạy công an nhân dân. Đối với công việc thì luôn luôn phải tận tụy vì nhân dân phục vụ, trong cái mùa hoàn cảnh nào cũng cố gắng vượt qua, phải giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định, thì giúp đỡ các công dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn cũng như các thôn khối phố trên địa bàn huyện đi xây dựng nông thôn mới. Thì chúng tôi cũng đã cùng với tập thể đồng ủy cũng như lãnh đạo chỉ đạo các đoàn viên thanh niên cũng như bản thân tôi nhận đỡ đầu, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn để vượt qua chính mình, để tham gia học tập và là thể hiện được công dân có ích cho xã hội. Bằng những việc làm cụ thể đó thì người dân cũng đã ghi nhận được cái hình ảnh của người công an đối với nhân dân.
Trong năm qua, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nắm vững mục đích yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình kế hoạch hàng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề trọng tâm, nổi cộm ở địa phương, cơ quan đơn vị. Sự tích cực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tạo nên chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến việc làm theo. Điều đó thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị từ huyện đến xã, thị trấn ngày càng có hiệu quả, góp phần duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Muốn cái cuộc vận động này, cái cuộc học tập này mà nó mang lại kết quả đó, là phải tiếp tục và tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục và đồng thời và kiểm tra giám sát và chú ý đến cái tính hiệu quả. Nên chuyển toàn bộ cái việc lãnh đạo không kiểm tra là coi như không lãnh đạo, cho nên là tăng cường cái việc kiểm tra. Khi mà thấm nhuần rồi, khi mà hiểu rồi, khi mà nhận thức rồi thì vấn đề đến bước thứ hai là hành động. Thì anh hành động mà anh cho tôi kết quả. Kết quả ở đây là gì? Thứ nhất là có chuyển biến về coi như là phát triển kinh tế xã hội, có chuyển biến về tình hình an ninh trật tự, có chuyển biến về coi như là cái môi trường sáng xanh sạch đẹp, có chuyển biến về vấn đề an dân. Cho nên sắp đến đây là tiến đến một bước nữa là cụ thể hóa, và cụ thể hóa hơn nữa nhiều cái chủ trương, nhiều cái biện pháp, nhiều cái giải pháp. Ví dụ như là phân công các đồng chí thường vụ đứng điểm từng xã, phân công các tổ công tác và đồng chí thường vụ đứng điểm ở xã, không chỉ theo dõi cái việc lãnh đạo của xã mà còn phải đi sinh hoạt với dân, xét lịch định kỳ ít nhất là coi như là một quý một lần đối với mỗi cán bộ thành viên của tổ công tác đó. Mà ai đi xuống dưới đó nghe dân nói cho dân hiểu và về làm cho dân tin. Mà đã đạt đến cái trình độ như vậy thì tôi nghĩ như vậy là cơ bản là tốt rồi. Đặc biệt ở dân người ta không phản ứng, người ta không ca thán, người ta đồng thuận, người ta ủng hộ chính quyền. Rồi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư người ta có thiện cảm với môi trường, người ta tập trung vào đây đầu tư. Cho nên yêu cầu lãnh đạo cách toàn diện là phát triển kinh tế là trọng tâm, là quyết liệt, nhưng mà xây dựng đảng là then chốt. Đồng thời là coi như là đảm bảo an sinh xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Phú Ninh xác định tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, như các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Chú trọng vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, tập trung quyết liệt giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm trên các lĩnh vực thuộc địa phương, cơ quan đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, tăng cường và thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội để nhân ra diện rộng. Những tấm gương bình dị trong học tập và làm theo Bác như những đóa hoa thơm ngát giữa đời, minh chứng cho truyền thống quý báu, đoàn kết của đảng bộ và nhân dân Phú Ninh trên dưới một lòng, luôn đầm bọc yêu thương và trách nhiệm vì nước, vì nhân dân. Không chỉ vậy, họ chính là chất xúc tác để lan tỏa tinh thần xây dựng xã hội văn minh, giàu lòng nhân ái, góp phần đưa chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước vào cuộc sống.